thì bên em về kho một cái lô máy mài sử dụng điện trực tiếp 220V với mức giá siêu hời để gửi tặng tới tất cả các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là máy mài xài điện trực tiếp 220V, hàng chính hãng của Linon các bác nha. Máy sẽ là máy một tốc này. Ở đây thì với thiết kế một con máy rất chi là nhỏ gọn luôn, đẹp và chắc chắn cực kỳ. Máy là xài điện trực tiếp 220V, công tắc gạt đuôi siêu bền, công tắc tram. Ở đây hai bên sườn nó sẽ có cái phần này các bác có thể tháo ra được đấy ạ. Có thể tháo ra nhá. Bên sườn này có hai cái này để chắn bụi này các bác có thể tháo ra, thì thoảng mình tháo ra vệ sinh máy móc rất chi là ok luôn. Và hôm nay này với cái bộ sản phẩm này các bác nhận về nhá. Đây hàng nguyên hộp cho em. Đây có máy này và trong hộp thì đi theo là sẽ có một cái ốp bảo vệ lưỡi, một cái tay mở lưỡi. Cái máy này thì nó rất là nhỏ gọn nên là sẽ thiết kế là không có tay cầm máy các bác nha. Máy nhỏ gọn như thế này cho em này. Cái này anh em mình có thể mua về mình xài gia đình hay là xài anh em thợ công trình cũng vẫn cứ ok. Hàng chính hãng nên anh em cực kỳ là yên tâm về chất lượng. Hôm nay là hàng mới về kho nên là em sẽ có một cái chương trình sale rẻ bán tặng đó, gửi tới tay tất cả anh em nhà mình. Ngày hôm nay chỉ với mức giá có 350.000 đồng thôi, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc anh em nhé. Chứ đơn cái bản này thì anh em lên đơn gọi cho em là máy mài điện màu đỏ của Linon với mức giá 350.000, miễn phí ship quá rẻ luôn. Công suất của máy sẽ là 860W này, công suất 860W nha, hàng công suất cực đại để phục vụ cho tất cả các bác nhà mình luôn. Máy đẹp, giá rẻ, xài gia đình thì quá là ok, tuyệt vời, anh em thợ thì mình vẫn cứ thể xài được nha. Cái máy này thì sẽ thiết kế là công tắc gạt đuôi đó. Nếu như máy em mình mà không muốn sở hữu những cái máy công tắc đuôi thì mình có thể dùng sang bên này sẽ là những cái máy công tắc bóp. Và công tắc bóp thì cái đợt này máy mài của Man là hàng chính hãng như này. Cái mẫu này sẽ có nút điều chỉnh tốc luôn ạ. Đây các bác cho mình có thể điều chỉnh 7 tốc độ trên máy như thế này. Máy chuôi dài công tắc bóp và có chốt hạ như thế này, rất là dễ dùng và an toàn khi sử dụng cho em nhé. Hàng chổi than bên ngoài các bác có thể tự thay than rất là dễ. Với thiết kế logo dập nổi trên máy, hàng chính hãng của Manula, máy sẽ là máy một tấc và công suất cực đại 930W nhá. Với cái mã sản phẩm này các bác nhận về thì là nguyên hộp. Đây trong hộp thì sẽ đi theo phụ kiện đầy đủ cho các bác cho mình này. Cái máy này sẽ có tay cầm nhá, có ốp bảo vệ lưỡi này, một đôi chổi than dự phòng đi theo này, và có đầy đủ là có cả tay mở lưỡi này. Đấy, đầy đủ phụ kiện này, có phiếu bảo hành chính hãng của công ty cho các bác cho mình luôn. Hôm nay bác là có ưng mã này, chốt mã này mình lên đơn cho em là máy mài chỉnh tốc của Maruna với mức giá chỉ có 399.000 đồng thôi và em miễn phí ship luôn. Nếu như mà ra thị trường nhá, anh cứ tham khảo đi, với một con máy mài chỉnh tốc như này toàn với mức giá tầm 700-750 đấy ạ. Ngày hôm nay chốt được đơn với mức giá 399k miễn ship. Mức giá quá rẻ, quá hời, các anh mình nhanh tay nhá. Đặt hàng lên đôi cho em là máy mài chỉnh tốc của Maruna với mức giá 399.000. Đây, bây giờ quay sát màn hình vào đây để cho các bác nhìn này. Với thiết kế máy sẽ là hàng logo dập lũ nhá. Đây, quay sát màn hình vào đây. Đó, logo dập lũ như thế này cho em này. Logo dập lũ nhá, hàng chính hãng của Maruna. Maruna thì sẽ là thương hiệu con của công ty Huka đấy ạ. Đó, đặc biệt máy điều chỉnh được tốc độ luôn mà giá rẻ giá hời, cho nên là các bác nhà mình quan tâm thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm nhá. Hôm nay thì bên em sẽ sale rất chi là nhiều các mã pin các bác nha. Bên em có rất là nhiều các mã pin sạc, hàng chân bi thông dụng, các bác có thể tham khảo cho em những cái mẫu pin 10 cell, 15 cell hoặc là pin 20 cell các bác nha. Đặc biệt này hôm nay là với những cái khối pin 10 cell của Mazda đây ạ. Pin châu 10 cell của Mazda hàng chính hãng chân bi thông dụng như thế này cho em. Ngày hôm nay với mức giá có 170.000 đồng thôi các bác nha. Các bác có thể chốt cho em cái mã pin này sẽ là pin 10 cell của Mazda với mức giá là 170k này. Và em sẽ có cả những cái khối pin 15 cell như thế này. Đây, pin 15 cell của Mazda như thế này cho em nha. Nào với mức giá cho em là 250.000 đồng. 250.000 đồng cho một quả pin 15 cell của Mazda như này. Các bác có thể lựa chọn cho em này, mua pin 10 cell hoặc là pin 15 cell. Đấy, hoặc là pin 20 cell nhá. Và em sẽ có những cái sạc bán như thế này nữa. Cái sạc này thì cái đợt này với mức giá rất chi là hời luôn, có 69.000 một cái thôi. Sạc hàng chân pin phổ thông các bác nha. Với những cái sạc này thì các bác sẽ sạc dùng được cho cả pin 10 cell và pin 15 cell đấy ạ. Cứ với những cái khối pin chân pin thông dụng là các bác sẽ lắp vừa. Cái này lên đơn cho em là sạc màu đen, sạc bàn màu đen, và với mức giá có 69.000 thôi. Và đêm còn một ít cái pin 20 cell này các bác này. Pin 20 cell của tay đi đây nhá.
Đó, pin 20 xe của Tyree thì còn số lượng cực kỳ là ít. Đây, còn rất là ít thôi các bác nhá, không còn nhiều đâu. Cái pin này nó sẽ là pin chính hãng của Tyree và chơi pin phổ thông. Đây, hôm trước là em đã khui cho các bác xem cái loại pin đây. Cái loại pin của nó này. Đây các bác nhìn cho em nhá. Cái mạch pin sẽ là mạch 6 MOSFET này, hàng pin xịn sò luôn. À, loại pin Samsung đấy ạ. Đây, loại pin Samsung cho em. Cái mẫu này sẽ là cái mẫu pin 20 cell hàng chính hãng của Tyree. Và thiết kế là chân pin thông dụng này. Ở đây sẽ có đèn báo pin nhá. Hôm nay thì với một quả pin cực trâu như thế này, pin 20 cell mà giá rẻ hơn cả pin 10 cell khi mà các bác mua ngoài thị trường. Các bác mà ưng cái mã này thì mình lên đơn cho em là pin 20 cell của Tyree này. Đấy, nhớ lưu ý cho em là mã này còn số lượng cực ít. Và hết hàng là sẽ hết mãi nhưng nó sẽ không về lại hàng được nữa. Cho nên là bác nào ưng thì mình nhanh tay đặt hàng sớm cho em là có đơn. Đấy, lên đơn cho em là pin 20 xe của Tyree nhá. Mức giá có 399.000 thôi. Hôm trước là rất là nhiều bác là mua một quả rồi về dùng ok quá là quay lại mua đến cả 5-7-10 quả luôn nha các bác. Đấy, cho nên là cái pin này em nhấn mạnh các bác cái mẫu riêng, cái mẫu pin 20 xe của Tyree này thì giá cực hời và pin thì cực trâu. Pin dung lượng lớn ấy, pin dòng giá cao các bác có thể sử dụng cho máy mài, máy cắt, máy khoan bê tông là ok nhá. Giá có 399 thôi, số lượng có hạn nên là các bác nhà mình nhanh tay khẩn trương nha. Kẹp dòng đa lăng hôm nay bên em lại về rất chi là nhiều với mức giá rất chi là ưu đãi để gửi tặng tới tất cả các bác khách hàng. Hôm nay thì với một chiếc đồng hồ kẹp dòng đa lăng mà các bác sẽ làm được mọi việc, từ đo kẹp dòng này, đo thông mạch, đo tụ, đo trở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng và đo điện đứt ngầm được nha. Sản phẩm này sẽ có theo cho các bác là một cái bao vải để đựng như thế này, rất là xịn sò luôn. Đi theo thì sẽ là một cái bộ này que đo như thế này, que đo thông mạch này. Đấy, và cái que đo này lưu ý cho em nó rất chi là dài và dẻo các bác nha. Và sẽ có một cái dây đo nhiệt độ này, có một đôi pin như này cho các bác nữa. Cái kẹp dòng này thì nó còn có một cái chức năng là chống đo nhầm điện. Khi mà các bác mà có thợ học việc ấy, không may cắm nhầm điện trực tiếp vào đây nó cũng không bị chập cháy đồng hồ đâu. Khi mà các bác ra ngoài thị trường nha, kể cả các bác mua những cái đồng hồ đến 4 triệu, 5 triệu nó cũng còn không có cái chức năng này. Hôm nay thì chỉ với mức giá 250.000 đồng thôi, các bác sẽ sở hữu ngay một cái đồng hồ kẹp dòng đa lăng và tiện lợi luôn. Đấy, thì các bác nhìn cho em ở đây nó sẽ có những cái thông số và chức năng như thế này nha. Sẽ đầy đủ tất cả các chức năng cho các bác nhà mình. Chỉ cần mua một sản phẩm thôi mà mình dùng đã làm được tất cả mọi việc rồi. Các bác làm thợ thuyền này, thợ điện này, thợ điện cơ, điện lạnh, điện tử mình đều có thể là xài. Hay là các bác mà làm gia đình thì quá là tuyệt vời ông mặt trời rồi. Hôm nay thì với một cái số lượng hàng cực lớn để về sẽ có một cái chương trình tri ân cho các bác. Giá thị trường thì các bác mua toàn 350-400.000 thôi. Ngày hôm nay thì em chiên bán tặng chỉ với mức giá 250.000. Cho nên là bác nào mình ưng cái thì mình nhanh tay giúp em đặt hàng, nhớ gọi cho em là kẹp dòng màu vàng với mức giá 250.000. Cái này cộng thêm phí ship 30.000 nữa là các bác chọn bộ là về đến nhà là được miễn ship là 280.000. Đấy, còn nếu như mà bác nào mà mình đi chung đơn ấy, mình có ví dụ như là mình có những cái đơn nào mà được bao ship rồi thì mình đi thì nó chỉ mất có 250.000 thôi. Giá rất là rẻ nha. Các bác chốt đơn nhớ gọi cho em đúng tên mã sản phẩm, gọi cho em là kẹp dòng màu vàng. Giá chỉ có 250.000 đồng thôi các bác ạ. Đợt này em về được một ít máy khoan pin 12V hàng chính hãng của Kutan các bác nha. Một cái mã sản phẩm mà đã được các bác hỏi em rất chi là nhiều luôn. Nhưng mà cái đợt này thật sự rất là cháy hàng, bởi vì là cái sản phẩm này đang được công ty sale giá rất chi là mạnh luôn các bạn. Giá cực kỳ là rẻ luôn, giá cực ưu đãi để dành tặng cho tất cả những bác nào mà mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Một bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho em một thân máy này, hai pin và một sạc các bác nha. Pin sẽ là dòng pin 12V, pin tròn chân pin tam giác như này. Và sạc thì sẽ là sạc adapter nha. Máy thì sẽ là máy hai chức năng các bác ạ. Đây, đây để em sẽ thử máy cho các bác nhà mình xem nha. Với cái sản phẩm này thì các bác sẽ có chức năng khoan và bắn vít này. Đây, máy có hai chức năng và điều chỉnh 25 cấp độ trượt nha. Đầu máy sẽ là đầu 10 ly và sử dụng motor chổi than rất chỉ là mạnh mẽ luôn. Nhất là anh em làm gia đình này hay là anh em thợ thuyền mà anh em làm điện tử ấy, sử dụng để có thể là mở ốc tivi này, loa đài âm ly thì quá là tiện lợi, tuyệt vời. Và đặc biệt hôm nay thì giá rất chi là rẻ luôn, với mức giá cực sốc để gửi tặng tất cả anh em mình. Đây, chốt đơn các bác gọi cho em là khoan pin 12V màu đen của Kutan nha. Giá chỉ có 280.000 đồng thôi các bác nha. 280.000 đồng một bộ sản phẩm theo những hai pin và một sạc các bác. Thường là một cái quả pin 12V này các bác mua ngoài thị trường đã tầm 120-150 rồi. Hôm nay để với mức giá 280.000 đồng mà các bác nhận về nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như này. Con này thì không thiết kế hộp nhựa nhá, cái hộp của nó sẽ là hộp giấy như thế này để có thể vận chuyển đóng gói đến cho các bác. Và giá thì rất chi là rẻ luôn, chỉ có 280.000. Và em nhấn mạnh các bác cái đợt này em về được có 1-2 thùng thôi, số lượng rất là ít.
Cho nên là bác nào mình đang có nhu cầu cái thì mình nhanh tay đặt hàng sớm đi, thì mình có đơn hàng các bác nha. Chậm chân chậm tay là hết cơ hội đấy các bác ạ. Con máy này thì sẽ đáp ứng đủ 3 tiêu chí hàng ngon bổ và rẻ nhất cho em. Đây các bác nhìn cái mẫu máy đẹp. Sản phẩm bao gồm một thân máy nha, hai pin và một sạc. Rất chi là đầy đủ như thế này, hàng công ty, hàng chính hãng của Kutan các bác ạ. Dài cực kỳ là yên tâm về chất lượng, hàng ngon bổ rẻ nhất vị Bắc Bộ luôn nha. Chốt đơn các bác nhớ gọi cho em là khoan pin 12V màu đen của Kutan và giá em bán tặng chỉ có 280 ngàn đồng thôi. Bây giờ em sẽ lên tiếp cho các bác một cái mã sản phẩm này. Đây, ở đây sẽ là những cái súng bắn đinh hạt lổ các bác nha. Cái này đợt này em về được có một thùng thôi. Một thùng có 10 chiếc thôi. Cho nên là bác nào chốt mình cũng nhanh tay này. Cái sản phẩm này nếu như mà ngoài thị trường các bác mua toàn 350-400 nghìn. Hôm nay em bán tặng các bác giá chỉ có 250 ngàn đồng thôi các bác nha. Nó sẽ là hàng nguyên hộp như thế này. Đấy, các bác sẽ có một máy này, có túi lò xo này, có găng tay này, có kính đi kèm đầy đủ như thế này. Hàng chính hãng của Kutan luôn nha các bác nha. Chốt đơn các bác gọi cho em là súng bắn đinh hạt lổ, giá chỉ có 250 nghìn đồng trên một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này. Cái này em có cả đinh nhá. Cái đinh thì nó không có đi theo máy. Nếu như mà bác nào mình chưa có đinh thì mình có thể mua thêm đinh. Mua đinh này em tính các bác là em bán hộ thôi, em tính là giá 1,5 triệu một cái đinh. Các bác có thể mua 100 cái đinh, 200 cái đinh hay là thậm chí các bác mua 10 cái đinh, 20 cái đinh em vẫn bóc tách ra em gửi cho các bác được nhá. Đấy, các bác cứ mua về các bác trải nghiệm đi, và với cái sản phẩm này thì các bác khách hàng quan tâm rất là nhiều đấy ạ. Những bác nào mà đã mua rồi, đã từng sử dụng rồi, các bác đều feedback lại cho em là cái sản phẩm chất lượng rất là tốt, cho nên là các bác cứ yên tâm luôn. Bởi vì nó là hàng công ty và hàng chính hãng. Đặc biệt là cái giá này là giá em bán tặng rất là rẻ luôn. 250 nghìn thôi. Các bác mua được rẻ hơn so với ngoài thị trường tầm 150 đến 200 nghìn luôn. Đấy, bác nào chốt thì mình nhanh tay nhé vì số lượng có rất là ít. Nhớ chốt đơn gọi cho em là máy bắn đinh hạt lổ của Kutan. Đấy, giá cho em chỉ có 250 ngàn đồng. Nhớ nhé, gọi cho em là súng bắn đinh hạt lổ đi. Súng bắn đinh hạt lổ của Kutan. Đấy, giá 250k thôi các bác, quá là rẻ luôn. Với bộ máy khoan bê tông của Mazda hàng chính hãng như thế này thì các bác nhận về này nó sẽ có một máy và một tay cầm đi theo nha. Và có một cái hộp nhựa đựng máy như thế này, rất là đẹp và chắc chắn cực kỳ là xịn sò luôn. Máy là xài điện trực tiếp 220V và con máy này thì hôm nay em bán tặng các bác giá chỉ có là 580 ngàn đồng thôi. 580 ngàn đồng thôi, giá rất là rẻ và được hỗ trợ miễn phí ship luôn. Bác nào mà chốt đơn mã này nha, các bác gọi cho em là máy khoan bê tông điện màu xanh của Mazda này. Máy này sẽ là dòng máy 3 chức năng và có đảo chiều, đầu mũi khoan là 2-26 cho em. Còn nếu mà bác nào mà mình không mua máy bê tông này, mình có nhu cầu mua những con máy khoan gia đình có đầy đủ phụ kiện này, em sẽ lên cho bác một con máy khoan điện đầu 13 ly, hàng full phụ kiện như thế này. Đây các bác nhìn cho em này, sẽ trang bị cho các bác là đầy đủ hết từ A đến Z, không thiếu một cái gì. Đây các bác sẽ có một máy này, một tay cầm đi theo này, phụ kiện này, đây có cả búa đóng đinh các bác. Đấy, cái này có cả mỏ lết này, đầu khẩu này, tô vít này, rồi bút điện này. Đấy, thước dây này, dao dọc giấy, mũi khoan, mũi vít này, trời ơi, đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì. Cái này nó sẽ là một con máy khoan này, đầu kẹp 13 ly. Các bác sẽ lắp được mũi khoan 13 ly đổ lại vào máy là sẽ có chức năng búa khoan đường luôn nha. Con này xài điện trực tiếp 220V, công suất của nó sẽ là 680W. Với một cái con máy khoan mà hàng công suất cực đại, các bác làm gia đình thì con này là quá tuyệt vời ông mặt trời luôn. Làm được mọi việc trong nhà, kể cả anh em thợ thuyền dài vẫn cứ ok. Đấy, và giá thì em bán tặng cho nên là các bác nhanh tay lên đơn gọi cho em là máy khoan điện 13 ly của Kutan. Con này thì quá nhiều phụ kiện luôn, giá chỉ có 450 ngàn đồng thôi các bác nha. Nào bây giờ em sẽ lên tiếp cho các bác này. Bên này sẽ là rất là nhiều những cái mã này, hộp đựng đồ nghề các bác nha. Đấy, đặc biệt hôm nay nha, em sẽ treo cho các bác là những cái hộp tôn của Hatlin như thế này. Đây, cái hộp này là cái hình thức nó như này đây các bác này. Đấy, các bác đóng hộp lại nha, có một cái tay sạch đi theo. Đây, em sẽ đo cho các bác cái kích thước, chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Cái này các bác tham khảo cho em cái chiều dài đi ạ. Chiều dài sẽ là 35,5cm này. Chiều rộng này, chiều rộng sẽ là 15cm này. Và hộp này sẽ có chiều cao là 10cm. Hộp nhỏ, gọn, đẹp và chắc chắn, hàng chính hãng của Hatlin đây. Các bác nhìn này, logo dập nổi luôn này. Đấy, cái này là chất liệu nó rất là đẹp nhá. Nếu như mà các bác thợ điện này, các bác làm thợ thuyền các thứ mà các bác mang đồ nghề ít, mang tô vít này, kìm kéo cà lê đi thì thôi, cho vào đây đựng đi. Đấy, rất là tiện lợi nha. Các bác gọi cho em là hộp tôn bé của Hatlin. Hôm nay em sẽ bán tặng các bác giá là 199k các bác nha. 199k. Đấy, giá dạo trước là các bác mua là giá là 250, hôm nay là em giảm giá sâu. Đấy, nó chỉ còn có 199k thôi, em bán tặng các bác nha. Đấy, nào tiếp theo bên này sẽ là những cái hộp đựng đạn các bác nha. Hộp đựng đạn này,
Hộp đựng đạn là em sẽ còn 3 cái hộp số 1 và 1 cái hộp số 3. Đấy. Nếu bác nào lấy cái hộp số 1 là hộp bên này này, hộp số 1 là giá là 340, còn bên này sẽ là hộp số 3 các bác nhá. Hình thức nó sẽ như nhau nha. Cái hộp này là hộp đựng đạn của Bộ Quốc phòng. Đem đo cho các bác cái kích thước hộp số 1 này. Hộp số 1 thì cái chiều dài sẽ là 28. Chiều cao sẽ là 17 nha. Và chiều rộng sẽ là 10 này các bác này. Đây là hộp số 1 các bác nhá. Còn bên này hộp số 3 này, hộp số 3 thì sẽ có cái chiều dài là 32, chiều cao là 20 và chiều rộng thì sẽ là 20 cm. Đấy, em vừa đo kích thước cho các bác cái hộp số 1 và hộp số 2, các bác lựa chọn cho em nhá. À đâu, hộp số 3 chứ. Cái hộp số 1 này này giá là 340, còn cái hộp số 3 này hiện tại em đang quên giá. Đấy, các bác mà chốt các bác alo để nhân viên sẽ báo giá cụ thể cho các bác nhá. Cái hộp đựng đạn này thì các bác nhìn cái hình thức của nó này. Đây, nó sẽ có một cái khóa mở ở đây này. Khi mà các bác mở hộp ra nó sẽ là như thế này. Đây, mở hộp ra nó sẽ là như thế này nhá. Và đây này nó có cái gioăng chống ẩm luôn nha các bác. Khi mà các bác muốn sử dụng kìm kéo này hay là đựng những cái dụng cụ quan trọng mà mình không muốn bị nó han gì ẩm mốc thì các bác mua hộp đựng đạn này. Đấy, dùng nó không có bị han gì đồ nha các bác nhá. Đấy, cái này thì chất liệu nó dày lắm. Như cái hộp số 3 này các bác đi các bác làm thành cái ghế ngồi được. Đấy, dày dặn đẹp và chắc chắn. Đấy, lựa chọn cho em hộp đựng đạn số 1 hoặc là số 3. Ngoài ra là em sẽ có những cái hộp đựng đồ nghề loại này. Đây. Bên này sẽ là những cái hộp nhựa này hoặc là hộp nhựa tay inox nha. Đây, cái thiết kế hộp nhựa này này. Cái loại hộp nhựa này thì em sẽ còn cái size to. Cái size to này giá của nó sẽ là 250 các bác nha. Gọi cho em là hộp đựng đồ hộp nhựa size to, giá là 250. Đấy, và có cả cái hộp nhựa tay inox như thế này. Cái hộp nhựa thì toàn bộ chất liệu nó sẽ đều là inox nha. Còn à đâu, hộp nhựa thì toàn bộ chất liệu là nhựa, còn cái hộp nhựa mà tay inox này này thì nó sẽ cao tiền hơn. Thì nó sẽ thiết kế là nhựa và pha thêm inox như thế này. Đấy, cái hình thức của hộp thì khi mà các bác mở ra nó sẽ có cái khóa như thế này. Đây là có tay sách nhá, tay sách. Và bên trên nắp hộp nó sẽ có những cái ngăn như này, các bác đựng đồ được này. Đấy, bên này có ngăn này, bên này cũng có như thế này nhá. Và các bác mở hộp ra, nó sẽ có một ngăn to và một nắp đậy như thế này. Đó. Cái hộp bên này nhá thì các bác gọi cho em là hộp nhựa size to, giá là 250 này. Còn bên này thì gọi cho em là hộp nhựa tay inox. Cái hộp nhựa tay inox này em sẽ có hai size, size nhỏ và size to. Cái size nhỏ giá của nó là 250, còn cái size to này là giá là 300.000 các bác nha. Khi mà các bác mua hộp size to ấy, kích thước của nó sẽ là dài 44, cao 20 và rộng 20. Còn các bác mà mua cái hộp size nhỏ ấy, thì kích thước của nó sẽ là cao 15, rộng 15 và dài sẽ là 35 cm. Đấy, nó hình thức nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác về chất liệu thôi. Các bác có thể lựa chọn là hộp nhựa hoặc là hộp nhựa pha inox các bác nha. Cái này tuy rằng dù các bác có lấy cái hộp nhựa thì mình cũng không lo nó bị vỡ đâu. Vì nó nhựa của nó sẽ là nhựa cao cấp, hàng nhựa chống vỡ, siêu bền các bác ạ. Hôm nay thì kho bên em về rất chi là nhiều bạt vệ sinh máy lạnh các bác nha. Một cái mã sản phẩm cực kỳ là đẹp và ưng ý các bác ạ. Đây sẽ là những cái mã sản phẩm để dành phục vụ cho tất cả anh em thợ điện lạnh. Đó, không những là anh em thợ điện lạnh mà anh em cũng có thể mua về mình xài gia đình rất là tuyệt vời luôn. Với những cái chiếc bạt vệ sinh máy lạnh bên em sẽ gửi tới các bác là hàng chuẩn xỉn loại 1 nha. Cực kỳ là xịn sò luôn, nó sẽ khác biệt hẳn so với những cái mẫu bạt mà anh em mình mua ngoài thị trường. Và anh em nhìn cho em này, cái mẫu bạt của bên em thì cái chất liệu của nó sẽ cực đẹp và cái mức giá sẽ cực rẻ để em gửi tới tất cả anh em nhà mình. Đây, cái mẫu bạt nó sẽ như thế này này. Đây, anh em nhìn cho em cái hình ảnh nhá. Mẫu bạt nó sẽ như thế này, nó sẽ có cái miệng chun này. Đây, có miệng chun của nó sẽ là 1m8 nhá. Miệng chun 1m8. Đây, cái miệng chun này các bác này. Đây, em mở một chiếc ra đây để cho các bác có nhìn thấy miệng chun này là 1m8 nhá. Nhưng mà khi mà mình sử dụng thì mình kéo tới đâu nó giãn tới đó. Đấy, tức là kéo tối đa nó sẽ là 1m8, cho nên là nó sẽ phù hợp để sử dụng được cho tất cả các loại điều hòa từ 9.000 cho đến 24.000. Đấy, đây là cái bạt vệ sinh điều hòa máy lạnh anh em nhá. Và nó sẽ có cái đuôi này, cái đuôi là 2m rưỡi, cái đuôi nó sẽ là cái phần này. Đây, cái phần đuôi đây này. Đấy, cái phần đuôi nó như thế này nha anh em nhá. Đấy, nó sẽ có đuôi như này để anh em mình sử dụng vệ sinh máy lạnh là khi cái nước nó đi vào trong bạt này nó sẽ thoát ra qua cái đuôi này nhá. Đây, cái mẫu bạt nó sẽ như thế này ạ. Đấy, mẫu bạt thực tế nó sẽ như thế này và sẽ dẫn ra một cái đuôi đây ạ. Có cái đuôi bạt như này nha anh em nhá. Đấy, hệ cái đuôi bạt như thế này cho em này. Cái chất liệu nó rất chi là đẹp, dai, dẻo và mềm mịn cho anh em mình dùng rất chi là bền luôn. Đấy, cái đuôi nó sẽ ra đây, nó có cái chỗ thoát nước này để cho anh em mình khi mà vệ sinh điều hòa máy lạnh ấy, nó sẽ có nước vào đây và nó thoát ra bên ngoài như thế này nha. Đuôi dài 2m rưỡi, rất là tiện lợi luôn. Và anh em nhìn xem cái chất liệu của bạt này. Đây, nhìn xem cái chất liệu bạt nhá. Bên mặt trước này, mặt đằng trước thì nó sẽ là hình caro như thế này. Đấy, rất là xịn sò luôn. Nó sẽ là hàng hai mặt nhá. Đấy, phía trong thì nó sẽ là cái màu trắng sữa như thế này ạ. Đây,
Và em nhìn cận cảnh cho em cái chất liệu của cái bạt này, nó rất chi là dai, dẻo, mềm. Đấy, nó khác hẳn so với những cái mẫu bạt khác mà ngoài thị trường anh em mua. Thậm chí là ngoài thị trường mình mua giá rất là đắt, nhưng mà mua không để ý sẽ mua phải cái hàng kém chất lượng, thì cái chất liệu của nó sẽ không dai dẻo như này. Anh em mình chỉ cần dùng 1-2 lần thôi là nó đã lổ vỡ rồi. Đấy, hệ cái bạt này của bên em thì sử dụng là bao bền cho anh em mình dùng hết năm này qua năm khác. Đấy, bây giờ nhá, nếu như mà gia đình các bác nhà mình mà có nhiều điều hòa máy lạnh, mỗi một lần gọi thợ đến vệ sinh điều hòa, mỗi một cái điều hòa vệ sinh nó cũng phải mất tầm 250 tiền công anh em ạ. Đấy, bây giờ anh em đầu tư ra một cái bạt vệ sinh máy lạnh như thế này, hôm nay thì em sẽ tri ân cho tất cả anh em mình với mức giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 150.000 một cái bạt vệ sinh máy lạnh như thế này, anh em mình mua về xài cho cả gia đình và dùng hết năm này qua năm nọ vẫn cứ ok. Đấy, sử dụng xong anh em mình rửa giấy sạch sẽ đi, cất đi. Đấy, cho khô ráo cất đi, cho vào túi cất đi, sang năm lại bỏ ra xài tiếp. Đấy, chỉ có 150.000 thôi nhá. 150.000 thôi, chưa bằng một lần gọi thợ đến vệ sinh máy lạnh đâu anh ạ. Nếu mà gia đình anh em mà có đến 3-4 cái điều hòa, mỗi một lần vệ sinh cũng phải hết tiền triệu rồi. Bây giờ đầu tư ra có 150.000, dùng mãi mãi luôn. Đây, cái bạt này thì riêng cái bạt này em tự tin khẳng định chất lượng cho các bác, vì em đã cung cấp xỉ rất chi là nhiều, và các bác thợ điện lạnh thì cũng đã sử dụng rất là nhiều rồi. Đấy, những cái bạt này thì nói chung là các bác thợ làm chuyên nghiệp các bác dùng phải dùng bao nhiêu năm, 5, 7, 10 năm mình vẫn cứ xài được ok. Đấy, chất liệu nó quá đẹp luôn. Anh em nhìn cận cảnh cho em thêm một lần nữa cái chất liệu của cái bạt này. Đây, cực kỳ là dai, dẻo, mềm mịn anh em nhá, dùng rất chi là bền luôn. Đó, và đặc biệt hôm nay thì với mức giá rẻ sập sàn cho tất cả những em nào mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này, anh em chốt đơn thì gọi cho em là bạt vệ sinh máy lạnh nhá, với mức giá 150.000 và sẽ được hỗ trợ miễn phí ship, mức giá cực tốt cho tất cả nhà mình. Hôm nay thì em sẽ lên tiếp tục cho các bác một cái mã sản phẩm giá siêu hời luôn các bác ạ. Hôm nay thì em ôm lô thanh lý ở công ty, nó có 200 cái mỏ hàn thiết nha các bác, mỏ hàn điện tử nha. Cái này hôm nay các bác chốt đơn cho em cái mỏ hàn xanh này, giá rẻ như cho luôn các bác ạ, phải nói rằng rẻ nhất thị trường. Đây các bác nhìn cho em nhá, chưa bao giờ mà có cái mức giá nào rẻ như thế này đâu. Cái giá này thì nói chung là công ty đang xả cho các bác cái giá lỗ vốn, cho nên là các bác nhanh tay. Đấy, đặt hàng các bác gọi cho em mỏ hàn xanh nhá. Đây là các bác nhìn cho em này, cái thông số kỹ thuật của máy này. Đấy, xài điện trực tiếp 220V nhá, công suất là 60W đây này. Cái nút màu vàng này này, cái nút màu vàng này nó sẽ là cái nút chỉnh tốc độ đấy ạ. Đấy, cái này chỉnh cái độ nóng nha các bác nha, các bác chỉnh tối đa lên tới là 450 độ đây này. Đây các bác nhìn cho em, cực kỳ là xịn sò luôn. Khi mà các bác hàn nha các bác có thể là cảm nhận theo cái cảm nhận của mình hàn ở cái mức độ nào mà nó vừa phải. Đấy, cái này thì nó sẽ có cái nút chỉnh như này cho các bác. Đấy, cái đầu mỏ hàn này thì nó rất là tiện lợi luôn nhá, xài điện trực tiếp 220V nên là về cứ thế là các bác xài thôi. Hôm nay thì mua được cái giá rất chi là hời và lại còn được nhận thêm phần quà tặng nữa, mua 1 tặng 3 các bác. Đấy, hôm nay là em sẽ có chương trình mua 1 tặng 3 cho các bác. Tức là khi mà các bác mua một cái mỏ hàn xanh như thế này nhá, các bác sẽ được nhận về 3 cái phần quà tặng. Đầu tiên là các bác sẽ được tặng một cái túi đầu mỏ 5 cái như thế này, để lấy mai các bác thay thế này. Và thứ hai nữa là em sẽ tặng cho mỗi bác là một cái cuộn thiếc nho nhỏ như thế này để về các bác xài nhá. Và tặng thêm cho các bác là một ít cái nhựa thông như này nữa này. Đấy, tức là các bác mua một sản phẩm mà được tặng 3 sản phẩm luôn. Đây các bác nhìn cho em này, một bộ là nó sẽ như thế này. Đây nha. Đấy, sẽ có một mỏ hàn này, được tặng thêm một túi đầu mỏ 5 cái như thế này, tặng thêm cả thiếc này và chì hàn như này cho các bác này. Đấy, rất là đầy đủ luôn nha. Rất là đầy đủ như thế này này các bác ơi. Đấy, mà chỉ với mức giá bao nhiêu ạ? Rẻ lắm luôn các bác. Mức giá này nghe thì phải nói rằng là bác nào cũng phải giật mình. Đấy, hôm nay thì mức giá 99k. 99k để sở hữu một cái mỏ hàn điện tử cực kỳ là xịn sò như thế này nha các bác. Đấy, em sẽ có 200 bộ nha. 200 bộ dành tặng cho bác nào mình hôm nay mình nhanh tay nhất thì là mình sẽ có cơ hội để mua cái mỏ hàn này với mức giá 99k. Đấy, bình thường là các bác trước đây là các bác đang phải mua với mức giá là 150.000. Trước đây là các bác được mua mức giá là 150.000 nhưng mà nó không có được tặng kèm thêm những cái phần quà như thế này. Đấy, cái phần quà này của em trị giá hàng bao tiền rồi. Hôm nay là các bác đã mua được giảm giá sập sàn có 99k thôi mà lại còn được nhận rất là nhiều những cái quà tặng như thế này các bác nha. Đấy, giá rất là hời đấy, cho nên là bác nào chốt cái này mình hãy nhanh tay. Khi mà đặt hàng thì các bác hãy liên hệ trực tiếp bên em một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình để mình đặt hàng nhá. Lên đơn các bác nhớ gọi cho em là mỏ hàn xanh. Mỏ hàn xanh tặng kèm chì hàn và nhựa thông, các bác nói rõ như vậy cho em. Đấy, chốt đơn cho em gọi là mỏ hàn xanh tặng kèm thêm chì hàn và nhựa thông với mức giá cho em là 99k.
quá rẻ quá hời luôn các bác ạ. Đấy, cái mỏ hàn này nhá, thì là các bác sẽ tùy chỉnh được nhiệt độ lên, nó rất chi là tiện lợi luôn. Tùy chỉnh nhiệt độ lên tối đa là 450 độ C cho em. Đấy, cái này các bác mua về để hàn chì hàn thiếc nha. Các bác xài gia đình thì tuyệt vời rồi, hoặc là các bác thợ nhá, nhất là các bác thợ điện tử thì dùng thì tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đấy, đây là cái mỏ hàn xanh nhá. Ngoài cái mỏ hàn xanh này ra thì các bác có thể tham khảo thêm cho em những cái mỏ hàn đen như thế này. Đây, cái mỏ hàn đen thì hôm nay nó không có cái chương trình tặng các bạn. Mỏ hàn đen thì nó cũng rất chi là chất lượng, nhưng mà hôm nay thì cái mỏ hàn đen thì nó không có chương trình tặng. Cái mỏ hàn đen này nếu mà các bác chốt thì giá của nó sẽ là 240.000. Đấy, cái mỏ hàn đen này thì nó sẽ không được tặng thêm chì hàn với nhựa thông, nhưng mà nó sẽ được tặng thêm cái túi đầu mỏ 5 cái như thế này để các bác thay thế nhá. Còn nếu như mà bác nào mà muốn dùng cái mỏ hàn đen này thì các bác lên đơn xem là mỏ hàn đen, giá của nó là 240.000. Cái mỏ hàn đen này này thì nó sẽ có tùy chỉnh nhiệt độ và nó có hiển thị số ở trên này cho các bác nhìn. Đấy, cái này nó có hiển thị số luôn thì các bác dễ chỉnh hơn. Còn cái mỏ hàn xanh thì nó cũng vẫn cứ ok. Đấy, các bác dùng cái lạ được màu xanh hoặc màu đen nhá. Để em nhấn mạnh các bác hôm nay thì cái màu xanh nó đang có cái chương trình giá rẻ mà lại còn được tặng quà nữa, cho nên là các bác nhanh tay. Đấy, lên đơn cho là mỏ hàn xanh là 99k, mỏ hàn đen thì sẽ là 240k các bác ạ. Đấy, giá rẻ, giá rẻ, giá hời ơi là hời luôn. Bác là chốt thì mình nhanh tay nhá. Đấy, phần quà tặng như thế này cho em. Đấy, mỗi một cái mỏ hàn xanh này tặng kèm thêm chì hàn nhựa thông và cái túi đầu mỏ 5 cái như này nha. Còn mỏ hàn đen thì lưu ý cho em là chỉ được tặng túi đầu mỏ thôi, không tặng kèm thêm chỉ hàn nhựa thông đâu. Đấy, mức giá rẻ bất ngờ cho tất cả các bác nào may mắn theo dõi được trực tiếp video. Các bác hãy nhanh tay đặt hàng sớm nhá. Và đây là những cái mỏ hàn thiếc các bác nha. Ngoài những cái mỏ hàn thiếc này ra, hôm nay thì bên em cũng có cái chương trình xả cho các bác. Ở đây sẽ là cái lô máy hàn que, máy hàn một chức lăng nhá, máy hàn của Hukan. Cái mẫu này là cái mẫu có hộp nhựa các bác. Đây, mẫu có hộp nhựa như này. Mỗi một bộ máy thì nó sẽ đựng trong một cái hộp nhựa như thế này, rất chi là đẹp và chắc chắn cho em. Các bác xem này, nguyên một bộ sản phẩm này nhá, thì nó sẽ có một cái hộp nhựa máy đựng máy này, một máy này. Đấy, và đi theo máy thì nó sẽ được tặng kèm thêm là một đôi găng tay. Đấy, các bác được tặng kèm thêm là một đôi găng tay như thế này cho em nhá. Và tiếp theo sẽ là có dây hàn này, kìm hàn kẹp mát này. Đấy, đủ bộ luôn. Và được tặng kèm cho các bác ở đây là nó sẽ có 5 cái que hàn. Đấy, tặng kèm các bác là 5 cái que hàn nha. Và tiếp theo thì sẽ là có cái dây để đeo máy như thế này này. Và có cả cái kính như này nữa nha. Tiếp theo còn có cả cái búa gõ rỉ cho các bác đây. Có cả cái búa gõ rỉ như thế này. Đây, cái máy hàn này là máy hàn của Hukan, hàng chính hãng đấy các bác. Máy chuyên hàn que, model là MMA 200ml. Đấy, cái này thì các bác nhìn cho em này, con này thì nó nhỏ gọn nhá, con này nó nhỏ gọn lắm đấy ạ. Đây, cái mặt trước này có cả đồng hồ báo cho các bác đây nha. Và cái mặt sau này, đây mặt sau nó sẽ như thế này, có công tắc tắt mở này và có quạt đóng mát như này. Cái mỏ, cái máy hàn này thì các bác gọi cho em là máy hàn của Hukan, loại có hộp nhựa nhá. Đấy, bác nào mà ưng cái mẫu máy hàn này thì là các bác lên đơn cho em, cứ gọi cho em là máy hàn của Hukan loại có hộp nhựa nhá các bác nhá.